1 2 3 góc màu vàng, chỗ này là góc màu trắng, chỗ này là góc màu trắng. Đấy, thì các bạn suy xem, góc này thì đã giải rồi màu trắng này, một góc màu trắng, hai góc màu trắng, ba góc màu trắng. Đấy, thì chỗ này xanh lá thì chắc chắn nó không phải là viên màu trắng rồi. Thì chỗ này màu trắng rồi, chỗ này màu trắng rồi, trắng xanh lá rồi, thì chắc chắn chỗ này sẽ là góc màu vàng. Đấy, các bạn phải đoán được như thế thì các bạn thì chỗ này chắc chắn nó sẽ là màu trắng. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Grayson. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách phán đoán FHL. Thì cái con robot mình sử dụng trong video này là con RS3M2020, con main của mình. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm robot khác tại website robotstore.vn, và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Link ở góc này này. Đấy, thì các bạn có thể qua đây để xem. Ok. Khi mà các bạn đã lũ hết được rồi, các bạn đã nhìn tốt được rồi. Bây giờ mình sẽ tạm thời bỏ qua cái này đi. Mà khi mà mình giải xong cái này, mình F2 cái này này, thì mình nhìn thấy cái này rồi đúng không? Mình nhìn thấy viên góc này rồi. Góc là gì? Xanh, đỏ đúng không? Trắng ấy nhá, xanh đỏ này. Thì chỗ này vàng, chỗ này vàng, chỗ này vàng, được chưa? Đấy. À, chỗ này xanh dương này thì nó không liên quan gì đến cái viên góc này rồi. Đấy. Thì chỗ này là cam này, nếu bạn liếc cái cam này. Đấy. Nói chung là các bạn nhìn sơ sơ một chút mà các bạn nhìn được cái chỗ này màu đỏ này thì chắc chắn đây là viên đằng sau này là viên màu xanh. Từ nãy giờ mình vẫn chưa biết được chỗ đằng sau này là cái gì. Nhưng mà các bạn phải suy được. Thay vì là đoán thì bây giờ các bạn phải suy được. Bởi vì chỗ này là vàng, chỗ này là vàng. Chỗ này là vàng rồi. Đấy. Mà chỗ này là xanh dương nhá, xanh dương thì chắc chắn nó không thể dính vào xanh lá được. Xanh dương thì chắc chắn nó không thể dính vào xanh lá được, đúng chưa? Màu cam thì chắc chắn nó không thể dính vào màu đỏ được, thì hai bên này chắc chắn là loại rồi. Bởi vì nó đối màu mà. Đấy, hai bên này thì chắc chắn là loại rồi đúng không? Đấy. Mà chỗ này chúng ta lại có 1 2 3 viên màu vàng thì chắc chắn một trong hai viên này sẽ là màu vàng. Đấy. Và chỗ này có một vàng cam này, vàng xanh lá này, vàng đỏ này thì chắc chắn chỗ này sẽ là vàng xanh biển. Chỗ này thì chắc chắn nó sẽ là cam xanh lá rồi, bởi vì chỗ này là cam xanh biển. Nó không có cam đỏ đâu, nên là các bạn đừng có tìm màu cam đỏ làm gì. Còn tất cả những màu trắng thì nó đang ở dưới này rồi. Đấy, thì chỗ này là cam xanh biển thì chỗ này chắc chắn là cam xanh lá. Không tin thì các bạn cứ mở xem. Và chỗ này là đỏ xanh lá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Nói chung là nó phải suy nữa. Nó không chỉ là đoán mò mà nó còn phải suy luận nữa. Đấy. Thì đây, cái này các bạn có thể giải cái này. Chỗ này là cam xanh lá nhé. Nếu mà các bạn giải được thì các bạn phải nhớ được chưa? À quên. Đấy, các bạn phải cho cái này vào trước. Đấy, được chưa? Rồi, chỗ này giải cặp này. Các bạn nhìn thấy cặp này trước mặt này. Đấy. Giải cặp này từ đằng sau này. Đấy. À, cam xanh lá này thì bây giờ cam xanh lá ở đây nó sẽ nhấc lên. Tạm thời bỏ qua cái cặp này đi nhá. Tạm thời bỏ qua mấy cặp dễ đi, mình sẽ giải những cặp khó rồi. Đây, nó là như này. Đấy, thì cặp này các bạn vừa đoán được rồi đúng không? Đấy, chắc chắn là cam xanh lá, không thể nhầm vào đâu được. Đấy, và cái cặp cuối cùng thì đây. Đó. Các bạn nói chung là các bạn phải luyện được đến cái mức như thế. Thêm một cái ví dụ nữa nhá, cái khả năng suy đoán. Quả này làm ở đây, cái này nữa này. Một cái mẹo cho các bạn đi. Đây, ví dụ cái trường hợp này. Nếu các bạn như thế này, đưa cái viên này xuống đúng, nhưng nó phá được cái cặp này ra. Thì muốn làm như nào để giữ được cái này? Có một cái cách các bạn có thể giữ được cái cặp này thì các bạn có thể ép một phát này để đẩy cái này lên. Tí các bạn phải trả nó lại, cho lên và cho nó vào thì nó chưa đúng đúng chưa? Nó chưa đúng. Thì các bạn có thể đưa một phát này, đưa qua. Đấy, và cho nó vào thì nó được luôn cái cặp này. Nói chung là các bạn phải phản xạ cho nó nhanh 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 nhạy một chút, được chưa? Thế đây, chúng ta sẽ tiếp tục phán đoán. Cặp này giải đúng rồi. Cặp này thì nó dễ quá. Đấy, chỗ này là vàng cam, chỗ này là vàng, chỗ này là vàng. Chưa? Góc này màu vàng, chỗ này màu vàng. Chỗ này màu trắng này, trắng xanh đỏ này. Thì chỗ này chúng ta chưa nhìn thấy một cái cặp vào gọi là xanh cam. Xanh biển đấy, cam trắng đúng chưa? Thì đây chắc chắn nó sẽ ở đây rồi. Chỗ này vàng, chỗ này vàng, chỗ này vàng thì bỏ qua rồi, đúng chưa? Đấy. Có thể chỗ này sẽ là màu vàng nhá, bởi vì đây các bạn nhìn thấy không? Đúng rồi. Có thể chỗ này là màu vàng này, cũng có thể chỗ này sẽ là màu vàng. Đúng chưa? Có thể chỗ này là xanh biển nữa. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Chỗ này vàng, chỗ này vàng, chỗ này vàng này thì đằng sau này nhá. Có thể sẽ là xanh biển. Hoặc nó cũng có thể là xanh lá. Đấy. Bởi vì bây giờ các bạn chưa nhìn thấy cái viên nào là viên vàng xanh lá hoặc là vàng xanh biển, đúng chưa? Đấy, thì chỗ này này, chỗ này lại có xanh biển thì có thể chỗ này sẽ lại là màu vàng. Đấy, hoặc là chỗ này có thể là vàng xanh biển đỏ, hoặc là chỗ này có thể là sẽ là vàng xanh biển, hoặc chỗ này này có thể là sẽ là vàng xanh biển, hoặc là chỗ này sẽ là xanh biển đỏ. Đấy. Nói chung là trong cái trường hợp này thì phải đoán mò thôi, không thể giải được. Thì tốt nhất là cái trường hợp này thì các bạn lại giải trước mặt, hoặc là các bạn có thể dùng ki hô để các bạn giải cái viên này trước. Đây, viên này thì dễ rồi. Viên này thì các bạn đẩy qua 1 2 3 góc màu vàng. Chỗ này là góc màu trắng. Chỗ này là góc màu trắng.
Đấy, thì các bạn suy xem góc này thì đã giải rồi, màu trắng này, một góc màu trắng, hai góc màu trắng, ba góc màu trắng. Đấy, thì chỗ này xanh lá thì chắc chắn nó không phải là viên màu trắng rồi, thì chỗ này màu trắng rồi, chỗ này màu trắng rồi, trắng xanh lá rồi, thì chắc chắn chỗ này sẽ là góc màu vàng. Đấy, các bạn phải đoán được như thế. Thì các bạn thì chỗ này chắc chắn nó sẽ là màu trắng, thì các bạn có thể dùng ki hô để các bạn giải, đưa về đây để các bạn giải chưa, hoặc là các bạn có thể giải cặp này trước nữa. Đấy, thì dùng ki hô để giải cái này chưa rồi, và các bạn giải cặp này đi. Nói chung là cặp nào trên tầng 3 và trước mặt thì tốt nhất là cứ nhìn nó trước chưa, và giải nó trước. Đấy, thì khi mà giải xong những cái cặp này rồi thì những cái này nó lên trên tầng 3 hoặc nó xuất hiện trước mặt thì các bạn không phải đoán nữa, như thế này nó dễ quá đúng không. Đấy, đây nếu mà để này các bạn không nhìn được chỗ này màu gì đúng không? Dưới màu gì đúng không, hoặc nếu để như này thì các bạn không nhìn được chỗ này bên cạnh là màu gì đúng không. Đấy, nhưng mà thực ra thì bây giờ các bạn giải xong 3 cặp rồi, nói chung là các bạn cứ giải hết những cái ở trên trước mặt đi, thì những cái cuối cùng dần dần nó sẽ xuất hiện. Đấy, chứ không cần phải phán đoán những cặp đầu tiên thì các bạn phải phán đoán, chứ còn những cặp sau nó sẽ xuất hiện lên rồi. Đấy, ok, thì hy vọng là các bạn có thể luyện tập được một chút gì đó qua cái video này đó. Và video mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên lại chuyện một like, một share, một subscribe cho mình. Và các bạn cần những cái video gì thì cứ comment ở dưới, mình sẽ làm video các bạn xem. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.